Trên tay mình đang cầm là con Xiaomi Mi 9 Lite nha các bạn. Đây các bạn, con này tình trạng là vỡ kính trước nha các bạn. Con này vỡ kính trước cũng khá là nhiều, mà hình hiển thị thì ok thôi. Nên hôm nay mình làm cái clip mình giới thiệu đến các bạn cái quá trình thay mặt kính con Xiaomi Mi 9 Lite này bên mình nha các bạn. Đây khách xài vỡ dập mấy chỗ cũng khá là nát nha các bạn. Con này có vân tay với màn hình là nó hiện vân tay. Đây mình vô thông tin cho các bạn xem nha. Đây Xiaomi Mi 9 Lite. Rồi trước khi thay kính mình cũng phải test qua cái phần cảm ứng nha các bạn. Tại vì con này thay một kính chứ không phải là thay cảm ứng nha các bạn. Con này màn hình giọt nước. Đây rồi bây giờ mình sẽ tắt nguồn, mình tháo cái máy ra mình thay kính nha các bạn. Con này nãy mình đã tháo lưng sẵn rồi. Đây các bạn, lưng con này tháo cũng keo đây các bạn, tháo cũng nhẹ. À, mình tháo sẵn cho các bạn xem đỡ mất thời gian các bạn nha. Con này nó có cái điều đặc biệt là ở phía sau các bạn. Nó có một cái đèn. Cái đèn này khi mà mình ghim sạc nó sẽ sáng lên nha các bạn. Đây là, nó sẽ thích hợp với cái lưng. Nó sẽ sáng cái chữ dòng Xiaomi này lên. Mình tháo cái cây mình chọt cho có thể nó vô màn hình luôn nha các bạn. Còn cái này mình để đứng vậy mình tháo nó có đâm, nó không có đâm vô màn hình được. Each painful but delightful to live through. Just like another season, not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year you'll reap me for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Nó còn mắc cái gì ở đây là mình lấy ra bài mình thăm nha các bạn. Like the sun gives into the moon into the night. Rồi bây giờ mình sẽ gắn màn hình lên test cho các bạn xem nha. It slowly crawls with each new one starting. I recall. Rồi khởi động lên nó hơi đưa đơn cái nó dồi. Rồi ok nha các bạn, bây giờ mình sẽ cắt cái mặt kính này ra nha các bạn. À, mình giới thiệu các bạn là một kính neo bên mình nha các bạn. Đây một kính có siêu, có mã code rồi đủ. Kính mình là kính zin luôn nha các bạn. Bye.
carries memories like an ever fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing. Các bạn làm sao xem mình cắt ra các bạn. Hành con này cũng mỏng, rất là mỏng luôn. Rồi mình sẽ để màn hình lên bằng nhiệt vệ sinh mình bón keo luôn nha các bạn. Vệ sinh keo sạch sẽ đẹp đẽ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô keo lên màn hình. Khi mình lăn keo dư này, giờ mình sẽ tiến hành gọc vỏ nha các bạn. Mình lấy miếng kính mình cây là mình lấy dao mổ mình gọc vỏ. Keo của nó trên rồi, còn ni lông dưới các bạn không cần gọc đứt rồi. Mình đã ép xong nha các bạn. Cái này hầu như hết bọt luôn rồi. Cái này hấp khoảng 3 phút là hết luôn. Em bỏ vô máy mình hấp luôn. Mình hấp xong nha các bạn. Giờ mình thả máy mình làm ra luôn nha các bạn. Sau khi mình hấp nó sạch bọt luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn vô men mình test lại. Mình gắn màn hình mình test lại trước khi mình gắp luôn nha các bạn. À, ok, màn hình ok. Bây giờ mình sẽ gắp máy lại luôn, hoàn thiện luôn nha các bạn. Quá trình thay một kính Xiaomi Mi 9 Lite bên mình nha các bạn. Thời gian làm con này là khoảng 2-3 tiếng nha các bạn, tùy theo cái độ bể của màn hình nha các bạn. Con nào bể nhiều thì bên mình sẽ làm lâu hơn một tí. Các bạn nào thấy hay các bạn like cho xe ủng hộ kênh mình nha. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip sau.